Đó là câu này có ba cái nguyện: nguyện thiên nhân lễ kính là cõi trời lễ kính, nguyện văn danh đắc phước là nghe danh phước báo đầy đủ, nguyện tu thắng hạnh là nhất định tu tịnh độ tới khi giảng sanh. À, thì cho người ta vừa nghe danh hiệu Phật thôi mà ta được ba cái hạnh này đó. Vì thấy cái người nghe danh hiệu Phật chưa? Bởi vì bị bắt điều niệm Phật, quý vị bắt điều niệm Phật ở ngoài sân chùa, bị bắt điều niệm Phật đi ngoài đường, quý vị biết thù thắng thế nào chưa? Đừng có nói chuyện giỡn. Quá thù thắng. Thù thắng vô cùng. Đúng không? Đó, nghe chưa? Nên có cái chú kia mua xe hơi, ông chơi cái năng lượng trên lóc nóc xe luôn. Chạy đâu năng lượng niệm sùm. Tại khỏi căng điện, năng lượng bắt trên nóc xe, đi đâu cũng niệm. Tại vì sao? Ông nói đi đến chùa thầy tu, cầu Phật gia hộ cho chiếc xe, cuối cùng cố gắng tu hành có được chiếc xe hơi. Đây là phước duyên của người ta nghe. Chứ có nhiều người mà nói con cầu hoài mà sao không thấy cái gì. Mình chưa có đến lúc thì thôi mình cứ tu đi. Hiểu không? Nhưng mà người ta nói rõ ràng là người ta đến đây tu tôi có kết quả gì? Có lợi ích mà. Thì người ta làm như vậy. Còn có một gia đình nói rằng mua được chiếc xe 7 chỗ, bây giờ chuẩn bị mua chiếc xe 16 chỗ, toàn chở người ta đi tu. Tu thắng không? Đó, chở người ta đi tu. Cái phước duyên của họ, họ nghe, họ hiểu, họ tiếp tục làm tiếp, tăng trưởng phước báo. Hay, nhiệt tình đi. Có một cái cô Hà Nội mới gửi tấm thơ hồi sáng, cô nói về nhà áp dụng phương pháp tu. Đứa con 6 tuổi lễ Phật cùng cô nhìn cô rơi nước mắt. Một đứa con ngày nào hư hỏng lóc chóc len ken, nói không nghe. Vậy mà đứa con bây giờ chịu lễ Phật với mẹ và không có lì lợm nữa. Niệm Phật chuyển nghiệp. Đứa con gái đi vô chùa 2 tháng về bây giờ ngoan, viết thư kể rõ ràng luôn, ở nhà nghe Pháp dụng công tu. Con gái vô đây năm ngoái, bây giờ về vẫn ngoan đàng hoàng, không có hỗn với mẹ, không có cầm bấm điện thoại. Mỗi lần cầm điện thoại lên cô nói một câu: thầy Đức dạy sao? Buông điện thoại liền. Kinh khủng không? Viết thơ rõ ràng luôn. Nó nếu mà có thiện căn là đặc biệt vô cùng không? Nên bây giờ mới bữa nay thôi mà các cháu gái vô 45 đứa. Hai con 45 đứa gái ở đây. Còn trai bên kia cũng một ệ bệnh á. Thôi kệ đi, rèn cho các cháu, thương các cháu mà, đúng không? Chị biết rằng những đứa lúc còn nhỏ thiếu ăn, thiếu uống, thiếu bặn. Có cái quần đùi bặn hoài còn nhỏ. Buổi tối mai, tại vì sao? Có cái quần, cởi quần ra ở chuồng may đồ. Có cái quần đùi à, thấy không? Còn nhỏ á, lẹo lại. Rồi bạn, khổ ghê không? Làm gì có cái chuyện ăn uống được như mấy đứa nhỏ vậy? Bây giờ nó vô chùa, mua cho nó đồ ăn đủ, ngon lành cho nó ăn luôn. Vì sao? Nghĩ rằng mình còn nhỏ, thèm quá trời, không ai cho ăn. Bây giờ mình nghĩ mình có cho nó ăn. Cô viết lá thơ của nó rằng: về con cứ nhắc hoài, thầy cho ăn nho Mỹ, thầy cho ăn sầu riêng, thầy cho ăn đồ ngon không? Tự nhiên nhắc hoài, đòi năm nay mùa hè vô nữa. Thấy hay không? Thấy rõ ràng, bố thí nhiếp vì thấy chưa? Nó tại sao những đức dám đầu tư chỗ này? Vì nó có phước, nó được vô chùa. Những đức ngày xưa không vô chùa nên không có cái gì ăn. Vô chùa là có ăn rồi. Không, mà phải đủ duyên vô ngôi chùa có phước. Chùa nó cũng tùy chùa đó. Chùa mà ông thầy ông tạo phước thì chùa có phước. Chùa mà ông thầy ông không tu phước, lấy gì có phước? Có nhiều ngôi chùa giờ này người ta đóng cửa, tắt đèn tối hu. Còn chùa giờ này đèn rực rỡ, bật đèn lên mấy anh em. Bật đèn quay sang chùa cho sáng lên. Quanh bật đèn lên cho sáng lên. Hiểu không? Đèn rực rỡ, chiếu chiếu hào quang. Hiểu không? Nó con trai qua chùa mới, con gái ở đây. Nó mấy tháng hè đúng là một sân chơi tuyệt vời. Suy nghĩ cho các cháu. Những đứa bận bịu bao nhiêu việc vậy đó mà những đứa còn phải tính bao nhiêu chuyện, lo bao nhiêu việc, việc nhỏ nhất cũng phải làm. Nhỏ nhất cũng không bỏ nữa.
dành một chút thời gian để ngồi ăn với các cháu luôn, dạy các cháu, nói chuyện với các cháu, chứ không phải là bỏ bê đâu. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình phải nhớ rằng khi mình có tâm nhiệt tình như vậy thì con người mình có phước lớn. Mà mình gặp được một cái nơi như vậy là do cái đầu kéo, cái đầu kéo kéo duyên phước. Nó thù thắng gì Phật tử gì ở đây cũng toàn Phật tử có phước không á. Vì vậy nhớ cái câu và tự mình không ngày giảng: người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Nhớ, người phước gặp người có phước, người không có phước gặp người có phước đi mất tiêu. Tại vì mình không có phước gặp người có phước mình đi, mình gặp người không có phước mình ghé. Nên quý vị biết đi về đây là quý vị là người có phước, chắc chắn quý vị luôn. Vì công nhận, bây giờ quý vị công nhận là chùa mình, quý vị công nhận là phải tin là có phước không? Ôi, đông người gì mà sống gì là làm gì không có phước. Quý vị vô kho gạo đi coi phải có phước không? Rồi chùa ăn uống nấu cái gì là ăn đầy đủ không, đúng không? Có bao giờ thiếu không? Không. Còn người ta đem đồ gì cúng dường bao nhiêu là đem ra cho ăn hết trơn, sạch nhất luôn. Nó ở dưới này ta cúng chuối nhiều đó, thích xuống dưới người sách nải về ăn đi. Nó rồi xôi đồ gì, nhưng mà những đức tính như vị tiện đó. Nó xong rồi một chút là mình ra xe về luôn, không còn chạy lăn xăng. Nếu như mà mình tính được cái chỗ này, mai mốt điều lễ lọc là như vậy. Để làm chi? Để trưởng đoàn đỡ cực, xong rồi chạy ra xe về liền, đúng không? Thà mình chịu hợp xôi để đó đó, mình gọn gọn thôi, mình chỉ cần no bụng tiện nhất đó, mình lên xe mình nghiêu ngao chứ, nhai xôi đồ lê rái, mình nhai xôi cơ hội niệm Phật được. Tại xôi nhai chậm hơn cơm nên mình nhai thì sao? À, gì? Rồi. Thấy chưa? Vừa nhai xôi vừa niệm Phật. Không mà quý vị, chúc quý vị nhai xôi vì nhớ cái miệng nghe đức à. Miệng kỳ cục hơn vậy đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó chỉ nhai xôi mà còn chỉ cho niệm Phật. Không, mình mà vui rồi mình làm ngày sau cũng vui. Mình là vui rồi mình nhai nó cũng vui nữa quý vị. Mà nó mà bực bội rồi cái thứ gì nó nhìn nó cũng bực bội. Mình nói là cái nguyện này là chờ người hoan hỷ khi gặp mình. Hoan hỷ là cung kính chứ gì, đúng không? Nên những đức nói với vị nghe, quý vị là người niệm Phật thì vị thành đạt trong cuộc đời này lớn dữ lắm. Vì sao? Vì được người thích, thích mới thành đạt. Không thích mình sao cơ hội đâu thành đạt. Mình mà không có duyên, mình đi xin chỗ làm người ta cũng không nhận, người ta gặp mình ta ghét. Còn mình mà dễ thương, người ta đi đâu người ta cũng thương, người ta giúp. Giúp thì mới thành đạt, không giúp sao thành đạt. Những đức tin 100% quý vị phải thương những đức mới về đây. Chuyện này là chắc chắn rồi, không cần nói gì hết trơn, đúng không? Thương nên giờ nào cũng muốn nhìn. Bây giờ những đức hỏi vì không thương vì nhìn những đức làm cái gì? Bây giờ quý vị biết bao nhiêu con người, người ta ngồi phía sau người ta muốn ngồi đây chưa? Người ta không ngồi được. Mình những đức mong rằng cái tâm tư của mình 3 ngày nay mình tu, tất cả cái công đức mình mong, bây giờ người ở đây là hưởng là chắc chắn là mình hưởng, mình hướng cho tất cả những người đang coi gì đây và những người ngồi phía sau, tội nghiệp họ. Mong cho họ sự an lạc, họ tự nhiên cái công đức này làm cho họ an lạc lên, họ vui về gia đình họ, mọi việc gì cũng chuyển xây tốt đẹp. Còn người ở đây là chắc chắn được rồi, ngay mặt tiền mà, hiểu không? Cái tâm mình hướng đến họ vậy đó. Chứ người ở phương xa, người ta ngồi trong phòng, đang ngồi ở đâu, đang ngồi chỗ nào, đang nghe mình giảng nè, mình mong rằng cái công đức, cái tâm tư mình hướng đến họ đó. Tự nhiên vừa nghĩ vậy là thấy có một cái bà đang ngồi ngay cái gốc cây xài, bà nghe Pháp kìa. Mà ngồi ở đâu? Ở Hà Nội. Chị nghĩ ghê không? Vừa nghĩ một phát thôi là tự nhiên mình cảm nhận có một người ngồi nghe Pháp ngay gốc cây xài ở Hà Nội liền. Không phải đơn giản nha quý vị. Rồi tự nhiên mình cảm nhận ra có nhiều người đang ngồi nghe Pháp kìa, đang trong phòng kìa, mà họ nghe câu này cái chắp tay liền. Không có giỡn đâu quý vị. Tại mình nói ngay cái tâm tư họ,
họ cảm thấy cảm ơn. Quý vị biết một con người có duyên, có phước, có chúng sanh thì một lời nói mình nói với người ta sẽ mừng lắm quý vị. Thật sự mà nói, cái cảm giác đó người ta vui lắm chứ giỡn đâu. Nên con người mình phải hiểu cái điều này. Hiểu cái điều này thì phước duyên mình rất là lớn. Phải nhớ nha. Bây giờ quý vị coi á, nói gì bổ nguyện mối còn bay vô để nghe kìa. Nhưng mà tội nghiệp một chút bay một chút đây rồi không có chỗ đáp rồi gãy cánh. Rồi gớt xuống rồi mấy bà ngồi dẹp lép hết chứ. Thôi lỡ có đè dẹp lép thì cố gắng nghe danh hiệu Phật để sanh nhà tôn quý. Các căn đầy đủ nghe mối, nghe kiến, nghe chúng sanh. Té chết trong đây là sanh nhà tôn quý vì nghe danh hiệu Phật. Này thù thắng lắm mấy vị. Quá đặc biệt mà. Đó, nên mỗi một con người nên nghe danh hiệu Phật, nên niệm Phật thì mới thành đạt. Chắc chắn là thành đạt. Mỗi một con người mà nghe gì trong tâm trạng mình nó vui. Mà cái vui nhất của cuộc đời mình là mình sẽ về cực lạc nè. Mình sẽ về cực lạc nè. Vì nghĩ đi. Thôi ơi, quý vị nghĩ cái cảm giác mà cặn tử nghiệp của mình mà Phật A Di Đà ngày đem đài sen xuống thì cảm giác làm sao? Thì cảm giác như thế nào? Và tặng hư không khắp pháp giới, quý vị nhìn toàn là hình tượng Di Đà. Di Đà thật, tin tưởng gì? Thật luôn. Thánh chúng cả hư không mà quang minh phổ chiếu. Quý vị tự nhiên cái cảm giác quý vị như là quý vị vui vẻ hoan hỷ đặt tâm mình trong quang minh và được Phật đến so đầu. Nhớ nè, khi quý vị mà sắp sửa Phật tiếp dẫn giảng sanh đó, Phật đến thương yêu quý vị so đầu đàng hoàng luôn. Nó, quý vị biết cái công đức của Phật A Di Đà mà dùng đôi tay đẹp của Ngài so lên đầu. Tay mình thì xấu quá, mình ví dụ thôi ha. So đầu, này con rất là ngoan. Trong cái cõi đời ngũ trược ác thế nhiều thứ cám dỗ này mà con vẫn là người tín nguyện niệm Phật, nên ta đến đây để tiếp dẫn con. Ta khen con là một người đủ năng lực, đại hùng đại lực, mà ở trong cõi đời này mà tu hành được tới bây giờ cảm với bộ nguyện của ta. Ta đến đây so đầu mình một quái vị. Quý vị biết quý vị mát mẻ cỡ nào chưa? Quý vị mát mẻ cỡ nào? Quý vị nói thật sự, quý vị thích một người nào trong cuộc đời này, quý vị chỉ nắm tay người ta thôi là quý vị đã mừng. Quý vị khoe tùm lum tùm la chứ đừng nói chuyện giỡn chơi, đúng không? Có nhiều người quý vị biết à. Bây giờ có cô kia cô nói, con nói thiệt với thầy, con lần con chụp hình với thầy, con nắm tay thầy lần, con về con khoe cho mấy chục bà nghe luôn. Thì coi đó là một con người thế gian thôi mà người ta như vậy người ta còn mừng vậy, không chi Phật mà so đầu. Quý vị nghĩ sao mà Phật so đầu? Quý vị không phải so đầu bình thường mà Phật là năng lực, thần lực, nguyện lực, trí lực, bao nhiêu cái lực mà Ngài gom lại ngay cái tay Ngài, Ngài dùng cái sức điện lực này mà để lên đỉnh đầu. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Trời ơi, quý vị nhớ nè, khi cái tâm quý vị nghe bổ nguyện của Phật A Di Đà mà quý vị vui gì nè, quý vị nhớ đôi tay Phật A Di Đà đang chùm lên quý vị luôn. Cho quý vị biết đó, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, chỉ là một cái pháp tu thôi mà ở nơi nào người ta tu giống mình là mình đã thấy hoan hỷ quá rồi, vì mình thấy cái pháp thù thắng, đúng không? Mà chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói cái pháp này, rồi Đức Phật A Di Đà Ngài cũng phô diễn pháp này, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài phô diễn lại cái pháp này, nói lại lời Phật A Di Đà. Quý vị biết là hai vị giáo chủ, một vị ở cõi Ta Bà, một vị ở Tây Phương Cực Lạc, hai vị đó sẽ dùng bốn đôi tay chùm lên đầu quý vị, khen quý vị. Tại sao quý vị có thể cảm nhận này? Vì sao quý vị ở đây 3-4 ngày nó tăng tính tâm phải không? Nó tăng sự an lạc phải không? Là vì sao? Vì quý vị được gia trì, quý vị mới được như vậy. Hiểu chưa? Và nghe pháp mà hiểu,
Nghe pháp mà hiểu là nhờ quang minh phổ chiếu, tiêu trừ trần cấu thì mới nghe được pháp mà hiểu. Mà bật mí cho nghe một chút, đúng không? Thấy mới thích thú. Tại sao một ngày ta thiết pháp 4 thời mà người ta không giác? Vì sao? Phải cảm giác gì chứ. Cảm giác gì chứ, hiểu không? Vậy thôi. Đó. Tự nhiên quý vị biết rằng có vật hiệu này bị cho thấy thù thắng liền à. Đó. Nghe tiếp tục cái nguyện kế tiếp nè. Nghe không? Còn 10 phút nữa, 15 phút nữa. Cái nguyện kế tiếp mình học tập nè. Khi con thành Phật. Đó. Khi con thành Phật là thấy ngon rồi, thấy không? Nói xong một nguyện là khi con thành Phật liền, không nói gì chứ. Khi con thành Phật, thấy không? Đã nói là khi con thành Phật thì tha thứ hết chứ. Phật là chữ giác ngộ, đã là giác ngộ là tha thứ hết. Tự nhiên tay chân duỗi hết, giống như buông hết, buông xuống từ thanh tâm. Buông cái gì? Buông buồn giận, buông hẳn chắc, buông không vừa lòng không vừa ý, buông hết, tha thứ hết, đúng không? Đó. Tự nhiên cái tâm này nó phát lên, tại vì chữ Phật mà phát lên liền, tâm lượng lớn ra liền. Vì sao? Thấy người ta vui, thấy người ta mừng, thấy người ta được hơn mình, cái gì người ta cũng được hơn mình. Trong tâm mình thâm thẳm ở một phương trời nào đó, mình sẽ mừng giùm cho họ được hơn mình, vì đây là chữ Phật. Hiểu không? Đó. Đức Phật thành Phật, Đức Phật sẽ thị hiện khắp muôn vạn chúng sanh để độ, muôn vạn cảnh giới để độ sanh. Đức Phật chưa bao giờ than van cực khổ, vì mong chúng sanh được lợi ích tốt đẹp vui vẻ. Chúng sanh chỉ cần được một chút phước nhà giàu, Đức Phật đã giúp cho được như vậy. Chúng sanh chỉ cần được một cái gì là Đức Phật sẽ giúp được cho họ. Họ cười một cái Đức Phật mừng giùm cho họ có nụ cười, đúng không? Vậy thì mình bây giờ mình muốn thành Phật thì cái tâm của mình phải học một chút giống Phật, thấy người ta được hơn mình mừng giùm cho người ta, đúng không? Mở tâm ra. Nhà kế nhà mình cắt nhà to, nó ăn nhậu tùm lum sùm, nó quậy tá lạ. Nó vừa cắt nhà xong nó ăn tăng gia, nó nhậu quá trời. Mình nói thôi kệ, nó được cái nhà to nó mừng. A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Chứ mình đừng có nói một câu mà mang tội. Cắt nhà mà nó ăn nhậu cái này chắc sạch nhà quá. Nói một câu mang tội chứ, chù ẻo người ta không có nên, đúng không? Đó. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có lời ác. Đó, bị nghe chưa? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài phát nguyện đó. Ngài thành Phật rồi, tất cả chúng sanh mười phương về quốc độ của Ngài không có nói tiếng ác. Không có nói tiếng ác đâu. Mà họ đều nói cái tiếng thiện. Từ nơi đó mà cái quốc độ không có một tiếng ác. Không có tiếng ác, sao có cái cảnh giới ác trong quốc độ đó, đúng không? Nên cái nguyện thứ nhất là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì không có tham sân si nên không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sanh về quốc độ của Phật A Di Đà, không có lời ác, toàn là lời thiện. Chúng sanh sanh về cõi nước của con đều đồng nhất tâm, trụ nơi chánh định. Nhất tâm là gì? Là tất cả người dân ở thế giới cực lạc trong chánh định. Chánh định là giải thoát. Họ thành tựu được cái chánh định này là hoàn toàn tâm họ giải thoát, không có một chút phiền não. Trụ trong chánh định, tâm chân chánh, nói lời chân chánh, việc làm chân chánh, toàn là chánh. Nên họ định trong cái chân chánh nên gọi là chánh định. Sanh về quốc độ cực lạc là được như vậy. Xa lìa nóng bức. À, xa lìa nóng bức. Nó làm gì có sân si. Xa lìa nóng bức không có sân si đâu. Mình ở đây nóng bức khó chịu, bực bội đủ chuyện, đúng không? Nó xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Ôi, nghe thôi mà còn thấy mát mẻ nữa. Thấy không? Nghe thôi là đã thấy mát mẻ rồi.
Quý vị cảm giác đi, nương vào bổn nguyện đi. Rồi quý vị giống như ngã mình vào bổn nguyện đi, giống như mình hòa mình trong bổn nguyện đi. Bởi vì sẽ thấy quý vị mát mẻ liền. Quý vị thấy không có cái gì bực bội khó chịu nữa chứ. Vì bực bội khó chịu là chúng độc, nên chúng ta từ hôm nay không bực bội khó chịu nữa. Vậy thì lúc nào chúng ta cũng xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Tuyệt vời ha. Hưởng thọ an lạc. Hưởng thọ an lạc là vì sao? Tuổi thọ vô lượng, an lạc là luôn luôn được an lạc, sống thọ mãi mãi. Thấy không? Còn quý vị ở đây vui được mấy năm, vui được mấy năm là chết queo rồi, hưởng cái gì? Nên bây giờ ở đây, ở cái cõi này chúng ta hưởng cái gì? Có hưởng cái gì đâu, có hưởng cái gì mà vui mà lâu dài đâu, vì có tuổi thọ đâu mà hưởng. Nên tất cả những người nghe đạo rồi giàu sang phú quý, nên làm việc thiện việc tốt đi, để đổi qua cái phước báo, đổi qua cái công đức niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì sanh không mang đến, chết không mang đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của ta? Oh, đó. Nên thông minh suy nghĩ để đến một cái quốc độ mà hưởng thọ an lạc, vừa sống thọ mà vừa được an lạc. Nên các cô trẻ trẻ mà chưa có chồng, đủ duyên niệm Phật đi tu, đi vô đây nuôi mấy bà già như đức. Hưởng thọ an lạc, hướng về cực lạc, hưởng thọ an lạc. Thấy không? Con bé đó lúc trước nó muốn đi tu ghê, những đức nói đi tu đi. Nó nói dạ con đi tu. Xong đi tu nó mấy tháng xong nó nói dạ con nghỉ tu. Sao hỏi nghỉ tu làm gì? Dạ con có chồng. Bây giờ nó một đứa con chứ đang có bầu. Nó nói vậy nè, mới nãy gặp Như Đức nói nè, khổ quá thầy ơi, bây giờ có cách nào thầy giúp cho con giải quyết cái vấn đề mà đứa con này với cái bầu này không, để cho con được đi tu. Nó thôi xưa diệm. Tạo ra một ề này rồi tự nhiên kêu người ta giải quyết, kêu cái người mà bài ra giải quyết đi, cái chuyện gì cũng đưa cho thầy chùa, làm cho thầy chùa ngu quá, ngộ thấy ghê. Tự nhiên hồi đó người ta giúp cho đi tu, không chịu đi tu đòi đi có chồng, rồi bây giờ tự nhiên có đứa con với cái bầu kêu người ta xử lý, cái xử lý làm sao luôn. Chứ đứa hỏi giờ xử lý làm sao? Nói dạ đứa con nhỏ gì thầy nuôi giùm được không? Nói trời ơi, mấy tuổi? Nó mới có 2 tuổi rưỡi. Trời trời, 2 tuổi rưỡi mà bắt nuôi, biết sao nuôi luôn. Còn cái bầu sao xử lý? Nó dạ khi con đẻ ra thầy gỡ giùm con. Trời, sao bà đưa tôi cái chuyện ác không? Chứ làm chuyện ác không à? Đi tu mà còn bắt rồi mẹ con xa nhau được không? Sao mà làm cái chuyện kỳ cục vậy trời? Thôi gán đi, bụng làm dạ chịu trách hơn ai. À, hiểu không? Giờ đó đã chọn thì cố gắng đi. Nó nên tôi xin báo cáo cho các chị chưa có chồng về suy nghĩ cho thật là kỹ, để tính một con đường bình an cho mình đi. Nhưng Đức nói mấy cô mình đây nó bình an, nó ghê, nó vui vẻ, nó an lạc gì đâu, tự tại và sống còn có ý nghĩa nữa. Nó hiểu không? Nên những người chưa có gia đình nên suy nghĩ cho thật là kỹ. Suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Những đức nói cho vị nghe nghe, đừng có nói một mình mà cô đơn. Không có cô đơn đâu. Đừng có nói một mình cô đơn. Làm gì cô đơn, đông gì mà cô đơn. Biết chùa mình là không bao giờ cô đơn. Hiểu không? Biết nhau vui vậy mà cô đơn. Hồi xưa nói không nghe, bây giờ cuối cùng một em một ẻm trong cái bụng nữa. Bây giờ nói, những đứa hỏi có vui không? Nó nói đúng là thầy nói rõ ràng, vui không có bao nhiêu mà khổ rất là nhiều. Nói rõ ràng luôn, mới gặp nãy. Nó thấy chưa? Xong rồi Nhân Đức nói thôi ở là 2-3 ngày đi. Hỏi Nhân Đức chi thầy?
Những đứa nói ở lại 2-3 ngày đi cho mấy cô mình nó thấy. À, cho nó thấy. Ốm nhôm, ốm nhát. Hồi xưa ở đây người ta nuôi mập lù. Về ốm nhôm, ốm nhát còn cổ cao ngồng. Đi. Những đức nói, cậu cô bả kìa trời. Thấy không, thấy không, khổ ghê chưa. Nó, nên các cô chưa có gia đình, suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ con đường này nghe chưa. Nó, bây giờ may mắn thay gặp được Phật pháp, gặp được tịnh độ quá. Nó, nên suy nghĩ cho thật là kỹ để làm sao mà tự tại cả đời. Thấy các cô mình không mỗi ngày phớ phớ. Đâu có ai ràng buộc gì đâu. Sống khỏe, sống vui. Nói kiểu này mà mấy bà sắp sửa đám cưới chứ mấy bà cũng về chứ suy nghĩ lại quá. Con bé nó lỡ nó sơn tượng Phật rồi bây giờ nó dính luôn rồi kìa. Lỡ sơn tượng Phật. Lỡ chùa mình nghe những đức giảng sao giờ. Nó thích ở chùa. Mà 2 tháng nữa đám cưới. Thôi cái này là tôi có đụng vô cái chuyện này nghe trời. Chứ mai mốt mà cái thằng nó đến tìm tôi mất công mệt lắm. Mà thằng đó nó cũng đang ngồi đây nữa. Thằng đó giờ đang ngồi đây luôn mà. Thằng chồng sắp cưới cũng đang ngồi đây nè. Đâu đây nè, xung quanh đây nè. À, đó. Nên từ nơi đó thì thấy không? Nó rõ ràng chưa? Bây giờ mà nói mà suy nghĩ cho thật là kỹ. Nó dính vô rồi, nó nói nó không đơn giản đâu. À, dính vô rồi nó không có đơn giản. Không, sao mình nói vậy thôi chứ mình kể ta quên. Hiểu không? Đó, nên quý vị biết rằng mỗi người nó có cái duyên nghiệp. Từ nó thấy cảnh nó thấy đúng là thê thảm, thấy khổ thiệt. Bây giờ nhiều cô mà có gia đình, nếu cho mấy cô chọn lại, mấy cô sẽ mơ ước chọn lại thở xưa ban đầu. Đúng không? Đó, rõ ràng không? Không, bây giờ nó thật sự dù có chồng mình trước mặt mình cũng nói câu đó nè. Mình đâu có sai đâu. Nếu cho mình chọn lại, tôi sẽ chọn thở ban đầu, sống mà hướng đến đạo pháp. Đúng không? Giờ nhà Đức hỏi các chị ngồi đây với câu nói nhà Đức vừa nói, các chị nào đồng tình đưa tay coi. Thấy chưa, bị công nhận không? Nó thấy rõ ràng chưa? Đó. Ừ, không? Nếu cho mình chọn lựa, mình sẽ sống như vậy, chọn đạo pháp. Sống những ngày tháng bình yên, vui vẻ. Đỡ lo lắm quý vị. Đỡ lo, đỡ gánh nặng dữ lắm. Đỡ lo, đỡ gánh nặng. Tại vì có mình nên mình không có lo nhiều. Nhưng mà dính vào rồi, con cái nữa lo dữ lắm. Bận tâm nhiều lắm quý vị. Rất là nhiều thứ bận tâm. Nên mỗi một con người mình nên nhận thức quý vị ơi. Nhất là gặp được những ngôi chùa mình, mà gặp Phật pháp, và gặp người giảng gì, rồi gặp điểm chùa rộng rãi, rồi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Nên những người mà có tâm huyết nên mạnh mẽ quyết định cho mạnh. Đừng có để lưng chừng. Lưng chừng thì có chừng bị dính. Lưng chừng là có chừng bị dính. Hiểu không? Còn người nam thì đủ duyên qua chùa mới liền. Để mình phục vụ chúng sanh. Nó thành một tổ chức. Về sau nó thành cái mấy đạo tràng nữa. Cùng nuôi mấy bà già. Ý nghĩa lắm. Đó, quý vị nghe một đoạn chia sẻ Phật pháp. Tính ra cũng gần tiếng rồi đó không? Nên quý vị thấy bao nhiêu câu, bao nhiêu ý nghĩa để nâng cấp cái tâm tu niệm Phật quý vị lên. Đúng không? An lạc tự tại niệm Phật, vui vẻ. Rồi bây giờ gặp những cảnh ngộ gì cũng nhờ cái pháp niệm Phật để giúp cho chúng ta giải tỏa tâm tư. Có nhiều cô mà có gia đình đi tu gì, bằng ngày phải đi làm rồi tranh thủ về tu, cực khổ vô cùng. Nó quá cực, quá vất vả luôn. Còn có những cô thì chồng cũng lo lắng được đi tu, không cần phải bận tâm gì hết. Chồng lo hết trơn, đi tu đi em. Thấy không? Nhưng mà vẫn có thấy cái bị buộc ràng gì đó, vẫn có cái khổ chứ không phải không khổ. Dù nó lo hết vẫn khổ. Đúng không? Nó vẫn không có tự tại đặc biệt đâu. Nói tóm lại là trong cuộc đời này, khổ thì nhất định ai cũng phải có thôi, nhiều hay ít thôi. Nhưng mà những đức thấy rằng là
những cô sống trong chùa mình là các cô hạnh phúc lắm. Tại vì các cô mỗi ngày đều làm được việc tốt, việc thiện. Mình xui rủi lắm, mình xui rủi lắm, mình mới gặp một cái cô trong chùa mà nó gặp mình, nó tán với mình vài câu dở quẻ. Khổ lắm chị ơi, mình xui lắm mình mới gặp nhỏ vậy á. Quá xui, giống như 70 đứa nó lòi có con đứa, tự nhiên mình gặp ngay đứa đó là mình hết thờ. Hết thờ, gặp ngay cái bà phiền não. Không, mình không gặp cái người an lạc mà mình gặp ngay cái bà phiền não. Có không? Có đó. Có đó mà, con bé kia nó phát tâm nó đi tu, nó muốn tu. Nó vô chùa nó gặp ngay cái bà phiền não nhất ở trong chùa. Mà nó lại kết cái bà đó. Nó vừa gặp bà đó nói chuyện, bà đó dở quẻ một phát nó đi về luôn. Thời gian lâu xa nó đến đây lại, nó nói thật sự với thầy, ban đầu con đã đi đến đây tu rồi, nhưng con gặp ngay chị đó, bây giờ chị đó cũng về luôn rồi. Mà chị đó bây giờ te tu tả tơ luôn, khổ dữ lắm. Mà con gặp ngay chị đó, mà con tận cái nghiệp duyên thầy, con kết chị đó. Cuối cùng chị nó nói cái khổ ở trong chùa, con giọt luôn. Bây giờ con nghĩ lại, trời ơi, cái nghiệp duyên con cũng đã từng phá vỡ cái tâm của người ta tu. Không năng cho người ta tu mà làm cho người ta mất tính tâm. Bây giờ con vô chùa con gặp ngay cái bà luyện lụ đạn. Bà luyện một phát con văng xác ra ngoài đời luôn. Ghê chưa? Đó, nên chùa người ta bao nhiêu người an lạc, Phật tử ta về tu còn an lạc. Vậy mà mình vô chùa tu gặp ngay cái bà lưu lạc. Hiểu không? Thấy chưa? Phải lưu lạc không? Bà không có an lạc thì lưu lạc. Bà đang ở trong cái cảnh an lạc mà bà bị lưu lạc, là bà mắc định hướng là lưu lạc cái gì? Nên bà vớt câu mình đi luôn. Nó đúng là thiếu duyên thiếu phước. Nó gặp ngay kẻ lưu lạc, nó dẫn mình đi lạc luôn. Không, nên đó là cái điều quý vị nên xem lại nghiệp duyên của mình khi đi về chùa. Chứ đừng có bao giờ chỉ gặp cái gì đó cái là tự nhiên mất tính tâm. Nên tâm không kiên định, tâm không kiên định, nên cái lời nguyện này nói là tâm của mình luôn luôn trong chánh định. Trong chánh định à, mình phải trong chánh định. Cái tâm của mình phải tập. Mà trong chánh định là gì? Là niệm Phật á. Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật là trong chánh định đó. Nó, còn những người mà có cái nợ duyên, có gia đình thì cứ có gia đình. Làm sao mà sống tốt hay không tốt gì cũng phải nắm chắc câu Phật hiệu. Đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Những đức đã từng nói bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả. Bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả đó nghe. Nghe mấy chị. Hiểu không? Nó mấy chị mà nghe gì mà mấy chị còn bỏ câu Phật hiệu gán chịu. Vậy đó, mà có gì là chạy vô tìm. Kỳ ghê. Nó chạy vô hỏi. Cái này hồi kia nói niệm Phật đi. Giờ niệm hết vô rồi thầy ơi. Biết sao niệm hết vô không? Vì cái tâm bên trong bị bích lấp. Sao vô? Quý vị coi có những người niệm Phật không vô không? Có đó. Tâm bích lấp. Mà bích lấp là cái gì? Phiền não chướng. Phiền não chướng. Cái phiền não nó đa dạng phiền não luôn. Tiền bạc vật chất, chồng con, gia đình, vợ con, gia đình, tiền bạc, sự nghiệp. Đây. Rồi bất an, lo âu. Chướng vào tâm. Tâm chướng cản lên hết. Niệm Phật niệm không vô. Niệm giỏi ra hết. Phiền não cực kỳ phiền não và căng thẳng thần kinh, muốn điên luôn. Đó là gì? Phiền não chướng đầy ắp trong tâm. Nó ghê chưa? Giỡn đâu nghe. Nói người mà niệm có Phật hiệu mà trôi chạy, A Di Đà Phật, 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 không phải đơn giản. Không phải đơn giản, ta niệm câu nào con nói vô 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 ngon lành không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có khi tự nhiên người ta ngồi người ta hát câu A Di Đà Phật nghe, thay đổi tông. Hồi xưa mình cũng ưa hát á, bây giờ mình ngồi mình hát A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình hát ngộ thế ghê. Không, những đứa có lúc ngồi giống thằng khùng vậy đó. Ngồi mà tự nhiên nó an lạc, giống như là con người mình nó thoát ra khỏi cái dòng tục lỵ. Tự nhiên ngồi cái tự nhiên A Di Đà Phật.
Và có âm điệu lắm nghe. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Hát gì mà thấy cũng vui nữa. Thì niệm Phật chứ gì. Mình đổi tông. Chị với bà. Đúng không? An lạc quá. Có những lúc thì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật. Mình làm ngộ lắm. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nó làm cho mình mỏi cách, miễn sao mình an lạc thôi. Nó, ví dụ như bây giờ chồng hay gì đi làm chân ở nhà có một mình, đi vòng vòng vừa lau nhà. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nó cũng vui, cũng an lạc, nó đâu có buồn đâu. Mình làm nhiều cách, miễn sao mình đừng có buồn. Hiểu không? Miễn niệm Phật là được rồi. Niệm sao mà miễn mình thấy thoải mái. Nó hay không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ba ngày chúng ta tổ chức như ngày lễ tưởng nhớ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày đến thế gian. Ba điểm chùa chúng ta tổ chức 3 ngày. Giờ này là chương trình chúng ta kết thúc và có cái lễ phóng sanh. Tất cả đệ tử chúng con nguyện đem cái công đức 3 ngày tổ chức khóa tu này, mình nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể chúng sanh khắp nơi nơi. Ai cũng được hưởng cái công đức này, thân tâm thường an lạc. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái kiếp nạn nhân sinh trong cái cuộc đời này được hóa giải bớt đi. Nhờ tu hành mới hóa giải bớt kiếp nạn. Và nhiều người biết phát tâm ăn chay, biết phóng sanh, biết niệm Phật, biết tu hành, thì kiếp nạn nhân sinh hóa giải. Và chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập 3 ngày, vừa niệm Phật nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này, nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, hay chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, rất nhiều người chết. Chúng ta cũng nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang, chư vị hương linh thần thức tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổn nguyện niệm Phật, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh, đọc tam quy y xong chúng ta thả nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Và chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha quý vị. À, ai chưa có xôi, ở ngoài này có cái bàn để xôi á, quý vị nhận thêm gói xôi nha. Bên đây nè. À, chúc quý vị về thượng lộ bình an. A Di Đà Phật.